we sail a little bit high. Rap Queen nhạc quốc tịch ta. Bạn đi hát nhạc dân ca. Bộ đôi cha mày, mày mở bài gì? Đỏ ậu vậy? Rap Queen ai mà bài dân ca? Tự nhiên bài đó bài gì ta? Bông bông ơi. Bông bông ơi. Là bà hát cho cuộc đời bà đó các Phi à. Tôi không có u môi đâu. Con này mới u môi nè. Trời ơi, chỉ là thẳng mặt nè. Rồi bây giờ quý vị có gì hết trên tay? Tập trung về sáng bắt đầu. Do số. Ôi bộ chúc quý vị chồng lần này sẽ thật nhiều may mắn luôn quý vị nha. Rồi, quý vị này chưa có vé hoặc chưa vướng cái gì cho ta đâu quý vị. Đó, để chúng ta cùng chụp quét từ nơi của quý vị nha. 10.000 đồng nha, đừng gọi lẹ của quý vị. Ủa hát gì nghe đó, nghe lại cái câu nè, cái câu khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng và mày say mộng nhạc cho ai bẻ giò mày, mày say mộng nhạc cho ai bẻ giò mà. Tôi có diễn tầm mậy đi nữa, hay từ từ tôi diễn lại, bắt mới gì mà lột đầu tôi. Ai biết bà Minh Hoàng cái đàng hoàng. Rồi Minh Hoàng đàng hoàng phải không? Bây giờ có hát cái gì mà làm cái đó được không? Được. Đầu xong là đầu của em nó gây. Rồi luôn. Tiếp nữa nè. Không được đâu, bà cho tôi được không? Không. Tôi đang có mặc quần thôi mà tụi. Cha rồi. Gì? Vậy cái sọc trắng đen mày cắt ở đâu? Mày đem đi làm bảo tàng à? Không quỷ. Cái sọc trắng đen của nó biết không? Tôi biết nè. Cái đâu vậy? Bà biết dòng cẩm thạch đâu?
lên nước sao là cái quần lên nước như trang chạy á. Rồi, kính thưa quý vị nha. Đây ạ. 15 giờ đến kia qua. 15 có 1. 26. 26 có 2. 35. 35 có 3. 51. 51 hợp lệ. Kính thưa quý vị, 15, 26, 35 và 51 hoàn toàn hợp lệ, thưa quý vị nha. Và chúng em xin phép được trao tặng một phần quà ở bên ngoài. Anh lấy hoặc máy hay lấy gấu? Rồi, gấu lấy đi. Đây. Lôi đồng ra xa. Rồi, cảm ơn anh trai rất nhiều. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta đã dập lại tiếp theo. Cô chú chị mình á, ngoài tại chỗ không cần phải đâu hết trơn. Thò tay ngọc, thò tay ngàn, giơ ngón tay mình lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị. Qua gọi là vé đây chỉ có 10.000 đồng thôi nha quý vị nha. Và những nhân viên lưu ý nè, buôn bán có lời mời bán xong có lời cảm ơn. Lời nói không mất tiền mua là lời mà nói cho lòi tiền ra. Còn cô chú chị bên dưới là nhớ ma róc là móc ra, chứ đừng có ma rét mà nhét cho vô chè chè buồn lắm đó nha. Rồi, ngay bây giờ những người đẹp đang phục vụ những cái vé và rất mong nhận được sự ủng hộ và sự đồng hành cùng với người ta vé chỉ có 10.000 đồng thôi. Chúng ta chờ cho và công chúng chỉ đơn giản là trò chơi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị tập trung về sân khấu cho bắt đầu. Giờ số số gì đây, máy gì đây, con số gì đây, máy gì nào, số gì nào.
Rồi, lên đây chị Ba ơi, bắt đầu giờ số cho chị Ba.
60 gì đến kêu qua. Có 1. 44. 44 có 2. 22. Có 3. Số 6. Số 6 hợp lệ. Cứ thú vị, 6, 22, 44, 60 là hợp lệ rồi. Chị gái ơi, chị lấy gấu bông này là quạt máy nè. Rồi lấy gấu bông, lấy con heo. Ờ, con này con heo đó. Con kia là con gấu. Con đó là con heo bông nha chưa. Nha, còn con này nè chị. Con này là con bóng bông nè. Đó. Bóng đen hả? Bóng điên. Còn ba là gì? Lỡ chị là bóng đẹp. Ừ. Còn ba là bóng cười. Đúng. Mày làm như tao kìa. Gì vậy mày nội? Chị, hai cái bóng cười chị chưa nổ hả? Rồi, các thưa quý vị ơi, chúng ta đã có dòng lại mới. Giá tiền ủy kiện vẫn là 10 ngàn đồng một vé. Cô chú chị nào mình chưa cần vé thì mình dặn giơ tay lên. Chú mấy em điều động nhân viên tới tận nơi phục vụ quý vị. Mỗi người một lần vé thì có 10 ngàn đồng thôi quý vị nha. 10 ngàn nếu trúng lên trời cho thằng con chú chứ đừng giả là trò chơi. How far can we get if we sell?